cái phôi này là cái phôi mà chuyên thủy cho mấy bạn, nó bự dữ lắm nha. Hoành thấy cũng bự lắm. Hoành chỗ này là khoảng 50 mấy đó. Như cái cụm chỗ này cũng 50 nè. Cái khúc này chắc 40 4 mấy. Bự lắm nha. Cái này da đen. Da đen không biết nó có lai da xanh gì không mà thấy nó cũng quay lại gần này. Nó cũng u cục nè. Da nó giống như da xanh vậy đó, xanh mà lai da đen nuôi vậy đó. Đó. Tôi cũng biết mấy cái... tại mai chứng thủy dòng lai rồi nó cũng nhiều lắm. Mình không có rành đâu hết được. Này to đẹp ghê. Cái này về chịu khó nuôi. Cái to mà phôi nhảy con rồi nè. Bỏ trong bầu rất nhảy con luôn. Mới đục rồi. Nó cũng có cái dáng bonsai lắm nha, về chịu khó nuôi. Cái ngọn ở chỗ này nó cũng liền rồi, nó mọc hồi xưa nó mọc nguyên cái lùm tùm lum chỗ này nè. Mình dầm cái ngọn liền về mình dầm rồi. Nó có mấy cái cốt cành nè, giờ mình bắt cành vô. Nuôi cục luôn nè. Mà nó dòng lai với da đen da xanh chứ không biết. Nó không có được đen lắm. Mai chứng thủy nha, phôi mai chứng thủy nha, lá lớn. Cây này bự lắm nha. Mình để cái bàn tay vô nào thấy không? Đó. Bây giờ. Bự lắm nha.